Thưa quý vị, trong chuyên mục câu chuyện sức khỏe ngày hôm nay, Hồng Nhi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chủ đề tật gù lưng với sự tham gia của bác sĩ Wayne Brackenberry, tổng giám đốc phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC. Hồng Nhi xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Hồng Nhi. Xin chào các bạn. Thưa bác sĩ, với chủ đề này thì tật gù lưng chúng ta có thể hiểu như thế nào là đúng ạ? Thông thường, cột sống có 3 đường cong sinh lý, uốn lượn tại cổ, ngực và thắt lưng. Tuy nhiên, các đường cong sinh lý đó đều nằm trên trục thẳng đứng của cơ thể. Cột sống cổ nằm thẳng song song với hai vai và cột sống. Khi cột sống cổ bị cúi về phía trước, khiến độ cong cột sống ngực tăng lên, thì đó được gọi là bệnh gù lưng. Thưa bác sĩ, tật gù lưng có phải là cong vẹo cột sống hay không ạ? Gù lưng là độ cong về phía trước của cột sống. Nếu bệnh nhân có đường cong về hai bên trái phải của trục cột sống thẳng thì được gọi là cong vẹo cột sống. Tuy nhiên, gù lưng và cong vẹo cột sống thường là hai bệnh lý đi liền với nhau. Vậy thì nguyên nhân vì sao mà chúng ta lại mắc phải tật gù lưng thưa bác sĩ? Gù lưng có thể xảy ra do một số nguyên nhân. Thứ nhất là do yếu tố di truyền. Nó khiến cho phần mặt trước đốt sống bị ngắn hơn so với phần thân đốt sống đằng sau. Đốt sống bị khiếm khuyết hình khối tam giác phát tại mặt trước, khiến cơ thể đổ về phía trước. Các trường hợp gù lưng chúng tôi đã gặp thường do thói quen làm việc với máy vi tính hoặc dùng điện thoại ở tư thế cúi đầu quá nhiều như thế này. Dần dần, thói quen này khiến họ bị mất đi đường cong sinh lý vốn có của cơ thể và dẫn tới mắc tật gù lưng. Vậy thì tật gù lưng có thể là do yếu tố di truyền gây ra không thưa bác sĩ? Có những trường hợp gù lưng do yếu tố di truyền, tuy nhiên rất hiếm và chỉ chiếm khoảng 1% tổng số ca mắc tật gù lưng. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tật gù lưng chủ yếu hình thành do những tư thế không tốt trong thời gian dài. Họ không đứng thẳng, không vận động mà chỉ chăm chú cúi đầu vào chiếc điện thoại. Tư thế gù khiến họ thậm chí phải đi lại với tư thế như thế này. Đó là toàn bộ nguyên nhân dẫn tới tình trạng của cuộc sống. Thưa bác sĩ, vậy thì tật gù lưng có phân loại thành những mức độ ra sao không ạ? Các bác sĩ chuyên khoa trị liệu thần kinh cuộc sống thì nhìn nhận vấn đề này khác với các bác sĩ y khoa. Tác hại đầu tiên của gù lưng là gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Khi tôi ngồi gù lưng, đầu cúi xuống, vai khom, lưng còng như thế này thì nhìn rất là xấu. Thứ hai, ví dụ mô hình này là cột sống của tôi. Nếu đầu nằm cân bằng giữa hai vai bên trên cột sống, thì cổ tôi sẽ không có nhiều áp lực. Nếu đầu bị nghiêng về phía trước, áp lực sẽ tăng lên toàn bộ vùng cổ và nhiều nhất tại các đốt sống nằm bên dưới. Vậy nên, ban đầu, nếu chúng ta thấy đầu lệch ra khoảng 1/2 so với trục thẳng cơ thể, thì đó là gù lưng cấp độ 1. Nếu phần đầu lệch ra hoàn toàn khỏi trục thẳng của cơ thể, thì đó là cấp độ 2. Còn nếu vùng bả vai cũng bị xoay đổ theo tư thế gù, thì đó là cấp độ 3. Cuối cùng, khi tình trạng gù khiến cột sống bị khóa cứng, cấu trúc đốt sống bị biến dạng, thì đó là cấp độ thứ 4. Chúng tôi cũng tính nó theo độ cong. Thông thường ở mức độ 1 và 2, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng. Vậy nên, dấu hiệu ban đầu là tư thế. Tuy nhiên, dần dần, nó sẽ trở thành các triệu chứng đầu cũng như kéo theo các hậu quả khác. Vậy thì chúng ta có thể loại ra yếu tố di truyền dẫn đến tật gù lưng. Vậy thì bên cạnh đó có những đối tượng nào thì có nguy cơ mắc phải tật gù lưng ạ? Những người mắc tật gù lưng thường là những người trẻ, thường phải học tập hoặc nghiên cứu nhiều và không thường xuyên tập thể dục. Đó thường là trẻ em trong độ tuổi đi học, trong độ tuổi 14-15. Bé gái thường phát triển nhanh hơn là các bé trai. Nguyên do có thể là do sử dụng điện thoại ở tư thế cúi quá nhiều hoặc do cao lớn nhanh. Các bé thường thấy ngại và thường cúi người xuống thấp hơn để ngang bằng với các cậu bé. Thanh thiếu niên trong độ tuổi 14-18 có khả năng cao mắc bệnh lý gù cột sống. Nếu mắc gù cột sống trong độ tuổi này, tật gù sẽ đi theo bạn suốt những năm sau đó. Nếu can thiệp kịp thời, ở độ tuổi 17-18, bạn có thể khắc phục nó tốt hơn.
Vậy thì ngoài việc mà chúng ta quan sát bằng những cái dấu hiệu bên ngoài, thì các bác sĩ chúng ta chẩn đoán với tật gù lưng bằng những cái phương pháp như thế nào ạ? Để chẩn đoán và phát hiện bệnh lý này, chúng tôi cần quan sát tư thế và dáng đi của trẻ. Nếu trẻ đi lại với tư thế gồng lưng cúi đầu, thì trẻ đã mắc tật gù cột sống. Khi phát hiện trẻ mắc gù cột sống, cần xác định tật gù đó có phải do cấu trúc hay không. Nếu chúng ta điều chỉnh tư thế của trẻ thẳng lên mà cột sống bị cứng lại, rất khó để điều chỉnh thẳng tư thế đứng, thì chúng ta có thể xác định được rằng cấu trúc cột sống đã bị cứng. Và khi cột sống bị quá cứng như vậy, thì rất khó để có thể điều trị. Chúng tôi cần kiểm tra họ thông qua vận động kéo giãn người, ngã về sau để xác định tầm vận động của cột sống. So the third way we diagnose it is by taking x-rays. We take a lateral x-ray and AP x-ray and see if there's other problems going on. Vậy thì nếu tật gù lưng kéo dài thì sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào trong việc sinh hoạt đời sống của mình ạ? With hyperkyphosis, the first problem, of course, is cosmetic. Mặc dù ảnh hưởng ngoại hình chưa gây ra các triệu chứng đau cho họ, nhưng nó vẫn ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của họ. Hãy thử nghĩ, khi một người tới xin việc trong tư thế gù lưng như thế này, nó sẽ làm họ mất đi sự tự tin, bị mọi người cười chê. Vậy nên, ảnh hưởng đầu tiên là về thẩm mỹ, và đây là một ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thứ hai, ví dụ đây là một đốt sống vùng cổ. Khi đầu càng hướng về phía trước, thì cột sống sẽ bị bẻ cong theo hướng ngược với đường cong sinh lý, tăng áp lực chèn ép lên các đốt sống cổ. Thậm chí, tật gù lưng có thể đẩy nhanh quá trình thoái hóa đốt sống cổ. Những người mắc tật gù cột sống ở độ tuổi thanh thiếu niên đến trước 20 tuổi đã có thể bắt đầu hình thành gai xương thoái hóa hay thoái hóa đĩa đệm và các hội chứng đĩa đệm khác. Bệnh nhân càng bị gù lưng lâu thì khả năng các bệnh lý do thoái hóa cột sống cổ hình thành càng nhiều. Thậm chí, ngay cả khi cổ bạn không có triệu chứng gì thì phần đầu bị chúi nhiều về phía trước vẫn khiến cơ thể bị mất cân bằng và gây ra các biến dạng trên đốt sống. Thưa bác sĩ, với tật gù lưng thì chúng ta sẽ có những cách cải thiện cũng như là khắc phục tình trạng này như thế nào ạ? Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu, qua đó đã phát hiện ra hai điều. Chúng tôi phát hiện ra rằng người bệnh bị gù lưng càng lâu thì cột sống họ càng cứng lại. Chúng tôi cần điều trị trị liệu thần kinh cột sống nhằm tác động điều chỉnh lại cấu trúc khớp đốt sống và lấy lại vận động linh hoạt cho vùng khớp. Đây là phương pháp cực kỳ quan trọng trong quá trình điều trị phù cột sống. Tuy nhiên, nếu chỉ điều trị, trị liệu thần kinh cột sống không thì không đủ. Chúng ta cũng biết rằng bệnh nhân cần chú ý ngồi ở tư thế thẳng. Chúng tôi cũng cần hướng dẫn họ tư thế ngồi thẳng hoặc sử dụng một số dụng cụ hỗ trợ nếu cần thiết, như đeo đai chống cù để duy trì tư thế thẳng của cột sống. Vậy nên, hai phương pháp cần kết hợp, đó là nắn chỉnh cột sống và hướng dẫn bệnh nhân ngồi sao cho đúng. Phương pháp thứ ba là phương pháp rất hữu hiệu. Bệnh nhân cần tăng độ khỏe cơ vùng lưng để giữ cho cột sống thẳng. Nếu cơ không đủ khỏe để nâng đỡ, phần cột sống cổ sẽ luôn bị ngã về phía trước. Chúng tôi thường thấy tư thế xấu của các bạn nhỏ lặp đi lặp lại, như ở các trường quốc tế Việt Nam, trường quốc tế Anh, bọn trẻ luôn gù xuống, rồi chỉ đứng thẳng lên khi được nhắc nhở, rồi dần dần lại gù xuống. Điều trị nắn chỉnh cấu trúc xương và hướng dẫn tư thế ngồi là không đủ. Chúng ta cần tăng cường cơ bắp đủ khỏe để duy trì tư thế đúng, và điều đó cần được thực hiện thông qua các bài tập chuyên biệt. Khi điều trị đúng hướng, tình trạng khỏe mạnh sẽ được duy trì lâu dài từ khi còn nhỏ đến tuổi vị thành niên, đều có tư thế tốt và khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ sẽ dẫn đến nhiều biến chứng khác. Thưa bác sĩ, vậy thì với ở những người trưởng thành khi mà mắc phải tật gù lưng thì có dễ dàng để mà có thể khắc phục được tình trạng này hay không? Theo số liệu ước tính, đa số các ca gù cột sống ở người trưởng thành là trường hợp gù cột sống vô căn. Một số ca mắc gù cột sống bẩm sinh do tật khuyết đốt sống. Những ca này khi đã trưởng thành, cấu trúc cột sống đã cứng lại và hiệu quả điều trị không được nhiều.
đó là của cuộc sống bẩm sinh, tuy nhiên chỉ chiếm 1%. Trường hợp còn lại là những người trưởng thành mắc của cuộc sống do tư thế xấu từ khi còn nhỏ. Hầu hết những người bệnh trong trường hợp này có thể được điều trị hiệu quả, kết hợp các bài tập tại nhà. Những bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh lý này đều muốn được cải thiện, và quá trình cải thiện thường thấy được sau khoảng 6 tháng. Bệnh nhân cần được điều trị trong khoảng 2 tháng đầu tiên, và sau đó luyện tập các bài tập tại nhà. Nó cũng tùy thuộc tình trạng cũ của bệnh nhân nặng nhẹ ra sao mà bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn hoặc tiến triển nhiều nhất có thể. Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay thì Hồng Nhi cũng xin nhờ bác sĩ đưa ra một số lời khuyên để quý khán giả cũng như là các bậc phụ huynh có thể phòng ngừa tật gù lưng cho con trẻ của mình ạ. Đối với trẻ em, chúng ta cần chú ý được rằng xã hội hiện đại ngày nay có rất nhiều điều không tốt cho cuộc sống của trẻ nhỏ, mà gù lưng chỉ là một trong số đó. Nếu như bạn đi vòng quanh Việt Nam và quan sát các gia đình, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trường hợp trẻ em bị gù do các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Vậy nên, chúng ta cần nhận ra rằng xã hội ngày nay hình thành rất nhiều thói quen không tốt cho cuộc sống. Điều đầu tiên mà ta cần làm là hướng dẫn chúng tư thế ngồi đúng. Tuy nhiên, chỉ hướng dẫn thôi là chưa đủ. Những trường hợp bệnh lý nặng hơn cần được điều trị bởi những bác sĩ như tôi để phục hồi tư thế vận động tốt. Thứ ba là tập luyện thể dục. Đối với trẻ em chúng ta, cần tìm một môn thể thao chúng thích như các môn thể thao vận động cơ, các môn thể dục hoặc tập bơi. Những môn thể thao giúp tăng độ khỏe cơ sẽ giúp ích rất nhiều. Đối với một đứa trẻ bị gù cuộc sống, chúng cần được trị liệu, hướng dẫn tư thế đúng và tập luyện các môn thể thao chúng thích. Quan trọng hơn cả, chúng ta cần hướng dẫn chúng tập luyện các bài tập chuyên biệt như kéo giãn, ngã người ra sau nhằm khắc phục tư thế. Nếu chúng ta điều trị kịp thời và đúng hướng, thường chỉ sau 6 tuần hoặc 2 tháng, bệnh nhân sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Còn đối với người trưởng thành, bệnh nhân cần được kiểm tra lâm sàng và qua phim chụp X quang. Trong quá trình kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm tra vận động linh hoạt của cuộc sống. Nếu vận động cuộc sống bị cứng khớp, thì đó là gù cuộc sống do cấu trúc. Còn nếu vận động cuộc sống vẫn linh hoạt, thì chúng ta có thể khắc phục dễ dàng hơn thông qua quá trình điều trị và tập luyện. Đầu tiên, trong quá trình chẩn đoán, ta cần xác định xem đây là loại gù cuộc sống nào. Điều trị nắn chỉnh cuộc sống rất quan trọng. Cuối cùng là chúng ta cần sắp xếp hợp lý khu vực làm việc, ví dụ như máy tính quá thấp khiến bệnh nhân luôn phải cúi khom người làm việc. Điều này gây hại rất nhiều cho đốt sống cổ. Chúng ta cần điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, tay để thấp xuống, màn hình máy tính đặt ngang tầm mắt để không phải cúi xuống. Chúng tôi cũng có những bài tập chuyên biệt có thể thực hiện tại khu vực văn phòng, như tập luyện với dây đàn hồi, cùng các bài tập cho phần vai và cánh tay nhằm tăng độ khỏe vùng cơ lưng. Những điều này rất hữu hiệu đối với phần lớn các trường hợp bệnh gù lưng. Và ông Nhi nghĩ rằng là đây cũng là những lời khuyên vô cùng hữu ích dành cho đặc biệt là những người Việt Nam mà chúng ta hay có cái thói quen làm việc, ngồi làm việc không có đúng tư thế thì cũng sẽ có những cái cách để phòng ngừa tật gù lưng như thế này. Và ông Nhi cũng xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Nhi. Cảm ơn các bạn.